tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nhé. Đấy, kênh Kho Làm Nong này thì bữa thì mình quay thì không có nói chuyện với mọi người nhé. Hôm nay thì mình nói chuyện với mọi người ấy. Thì kênh Làm Nong của mình hôm nay thì mình sẽ quay của mình anh em mình đi gặt lúa nhé. Gặt lúa ở đây thì đây là do bữa thì bị ảnh hưởng của bão số 4 bữa thì đây này, lúa ngập hết dưới nước này. Cho nên thì mình quay cho mọi người và nói chuyện với mọi người luôn. Đấy, mới bữa thì mình quay bên kênh chính của mình, kênh David Kho Vlog của mình, thì mình lúc nào cũng nói chuyện hết. Thì kênh Kho Làm Nong TV này thì mình ít khi nói chuyện với mọi người lắm. Mình quay gì, quay phong cảnh như lại quay công việc mình làm thôi. Đây này, đó, ngập hết dưới nước này. Đây này, nước suối này. Đó, nó dâng lên tới đây đúng không ạ? Do nước suối này thì bên kia này, cái đập mà cái bờ đập bờ nước suối thì cũng bé cho nên nó tràn qua kia kìa. Nó tràn qua đây này. Cho nên lúa bị ngập hết như thế này này, nhưng mà anh em mình vẫn gặt nhá. Không bỏ, bỏ thì phí hết. Đây này, đen hết rồi này. Biết cái này thì có ăn được hay không? Chắc cái này thì để nấu cho heo ăn thôi sao ấy. Đen hết như thế này này. Ở trong cũng sợ bị thối hết rồi chứ. Đây, suối thì dâng lên tới đây này. Cho dù ở bên đó thì cái bờ đó không có bị bể thì vẫn chắc vẫn phải ngập thôi. Do đây nước này dâng cao quá, nó lại dâng lên tới đây thì chắc lúa này vẫn ngập đấy. Với lại chỗ này thì trước giờ mình chưa có quay lần nào nhá. Chỗ này thì ở dưới thung lũng. Đấy, dưới thung lũng thì người dân mình cứ gần suối như thế này thì làm được lúa, làm được ruộng ấy. Cho nên đó, bên đó thì cho nên đã bị ngập như thế này đấy. Thế nhưng mà bên như mấy bữa mình quay ruộng bên kia thì cũng bị ngập hết nhá. Cũng bị lúa thì cũng bị ngã hết. Cũng giống như thế này. Nhưng mà bên đó thì không bị ngập nước như thế này, nó chỉ ngã xuống thôi. Đây này. Đây, vui không? Đó, đập đấy cái bờ đập bể bên đó này mọi người đó. Đây, bây giờ mình xuống nhé. Đây nè. Đấy. Thấy chưa? Đây bộ con chuồng sắp đầy bao rồi. Đây chú nha, anh rể hai anh rể ba. ấy phải rửa như vậy đấy. Đây này, đấy. Đó đó, nhìn chị mình đồng bào lên hôn nổi. Ôi, tàn nước không trong bao à. Cố lên. Nó phải hai người đấy, nhờ anh rể nhé. Luôn nãy ăn mà. À, bà thì chắc phải ụp xuống nhé. Ụp xuống cho nó chảy nước ấy. À, ụp xuống như vậy. Thôi, mình lo gặt lúa.
mình thế mà nhìn mình cắt thì là khổ không? Sắp xong rồi mọi người. Này. Chuẩn bị nhợ rồi này. Nhợ 48 ơi này kìa. Rồi đấy, rồi như vậy đấy. Đen hết. Đây còn tí xíu đây này. Đó. Đây này. Xong rồi mọi người. Để xem anh em mình vác thử một bao 2 bao gì đó thì có nặng hay không nhé. Đấy, phải úp lại như này hết cho nước nó chảy xuống. Đấy. Đó, như đó thì nước vẫn còn được dưới đáy. Dưới đáy của nó đó đấy. Đấy. Ơi ui ui. Xem nào. Xem anh vác 2 bao đấy. Nặng lắm phải? Câu nó cưng. Ủa vô nào buộc như vậy mà, nếu mà thưa này chắc nhẹ hơn đấy. Thì xem anh mình đây nhé. Cái này nhẹ hơn đấy. Chắc nhẹ hay cũng nhẹ thế. Ồ nặng cũng nặng. Cũng nặng đó mọi người. Vậy là cũng nặng chứ do nước không mà. Thế nhá, bây giờ thì chắc mình cũng dừng clip thôi nhá. Nếu mọi người yêu quý mình thì cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Bye bye nhá. Vác nặng quá.